Vâng, em xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên. Như thường lệ, em Đồng Thiệp cùng chị Hoàng Dung sẽ có mặt trong buổi phát sóng buổi sáng ngày hôm nay của bên xe máy Hoàng Kiên. Dạ vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều những cái dòng xe mà hiện tại là bên em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị em. Như là Rim vẫn là hàng mà bên em được anh em tín nhiệm và tin dùng nhiều đúng nhất rồi. Đấy, cũng là sản lượng số lượng bán tốt nhất. Đặc biệt hôm nay em vừa mới về một chiếc Way Alpha máy trắng đấy, các bác hỏi nhá là em có, tuy nó không được đặc sắc nhưng cũng gọi là những cái phân khúc dưới 10 triệu cho các bác về dọn dẹp rồi. Máy zin đời 2014 đấy, hàng 135 côn tay rồi, xám xi măng, gọi là xanh xi măng đây, rẻ ơi là rẻ này, có chưa đến 8 triệu các bác đã sử dụng một chiếc nhập khẩu bạn xi măng biển Hà Nội Tam Hoa 3.3, hợp lý không ạ? Đấy. Anh em nào mới vào nếu mà nghe hình ảnh âm thanh ánh sáng mọi người ok, mọi người báo hộ em câu ok hộ em cái mọi người nhá. Cảm ơn anh Phạm Hùng. SH đây, bản lên Sport vành đen càng đen tay xách đen, hay là những chiếc nhập khẩu chưa đến 30 triệu cũng sẽ có mặt trên buổi phát sóng này. Đấy, rồi. Các bác có nhu cầu hãy chia sẻ, hãy like chi tương tác giúp với buổi live bên em cho nó rực rỡ, đúng không ạ? Thì còn rất nhiều sản phẩm sẽ ra ngay sau khi các chiếc ở bên ngoài em live xong. Sirius đi ăn đi làm các bác nhá. Lít 125 cốp rộng, đúng không ạ? Rồi, đầu okay. Live các bác đang quan tâm đến Quay Gym hay là Sirius okay Liberty nào để em có thể làm một cái live đầu live cho nó rực rỡ nào. Xi 135. Thôi em làm con Gym trước đi. Hiện tại là bên em thì anh em biết là Gym Hoàng Kiên vẫn là đỉnh vẫn đỉnh. Rồi. Đúng ạ. Rồi ok anh. Không bao giờ hết mốt, không bao giờ hết hot. Đấy, nó là những chiếc Gym huyền thoại, dáng Gym 100. Có trả góp được chuẩn nhá. Anh em nào quan tâm thì chiếc này 2012, về thông số là hàng máy Gym, đồ nhũ có spa dọn dẹp mông má. Giá bán em lên luôn 26 triệu 300, chính xác là cả dọn dẹp 26 triệu 300. Dọn rồi đúng không? Anh em sạch sẽ rồi đúng không? Bác nhìn đồ này, bác nhìn thì được không ạ? Đấy, anh em nhìn đồ một chiếc Dream. Thực ra là xe Dream này thì được dọn sạch sẽ rồi anh em nhé. Đấy anh em nhìn đây là dọn này. Thế mà nó còn nguyên như này ra vấn đề đấy anh em ạ. Rồi một vòng bên kia. Đấy anh em đây ra máy cũng được bán tiền. Thực ra con này nó dọn đẹp anh em ạ. Dọn đẹp. Rồi tiếp theo tem tem family này. Hộp xích có được bán tiền. Tam nan có được vào anh em nhé. Rồi, bữa trước là em like là 27 rồi 265, nhưng mà thôi, hôm nay chính thức là 26 triệu 300. Bác nào quan tâm thì đến với chiếc Gym Việt. Ưu điểm là máy Gym, nhũ đồ có dọn dẹp lên để cho các bác có thể chọn những cái mẫu Gym nó nhìn nó sáng về hình ảnh. Đấy, còn đồ nhựa này là nguyên bản này, các bác nhìn đồ nhựa mặt đồng hồ này, kim đỏ này, đúng không ạ? Các cái củ này. Đấy, hàng vẫn còn nhá, còn được những cái nét nó mộc mạc. Đấy, nắp bình xăng này. Nóc thì có tỉa nhưng lâu rồi. Đấy. Lườn sườn là còn, hai bên này là còn này, đây có cái nóc này thôi, có phay nhẹ, tai còn nguyên, 26 triệu 300. Nó là phân khúc vừa về giá, chất thì là okay, được dọn máy zin, nhũ là được dọn đẹp. Đây các bác nhìn luôn cái phần nhũ này để thấy nó đẹp thì nó sẽ sáng đúng không ạ? Đây cái phần nó sáng nó đều mắt. Đấy, tiếp tục là cái phần thứ hai trung tâm và phần cuối cùng, ba cái phần nhũ luôn luôn được các bác quan tâm và chọn nhiều nhất. Đấy. Lườn đây, lườn rác ích em không còn anh em ạ, lít thì em nhiều lắm. Còn tem family đấy. Rồi, nghe máy. Rồi, anh em đang hỏi bao nhiêu tiền con xe này? 26 triệu 300. 26 triệu 300 nghìn anh em nhá. Máy các bác nghe này. Dream Bo 2543 nhá. Vâng. Máy thì miễn chê rồi, đúng không? Đấy, anh em nghe tiếng máy của em mọi người nhá. Không phải yếm tàu đâu anh em, yếm Gym Việt Nam. Đúng rồi, yếm Gym Việt Nam các bác. Chưa lên cái tem thôi, mất cái tem thôi, chứ còn yếm bây giờ bên em làm sao lên yếm tàu được. Đấy. Hàng xịn hai mấy triệu mà yếm tàu người ta chửi cho anh em. Mắng chết. Kể yếm cả Việt là Nam mới chưa dán cái tem nên là các bác nhìn trông nó hơi lạ lạ so với cái phần cũ. Không phải yếm theo xe nhưng nó là yếm Việt Nam, yếm xịn, yếm kể mới. Cả là yếm có mua có tàu đi chăng nữa bên em cũng vứt đi. Cũng phải về Gym cho các bác xem đúng không ạ? Rồi, đây, chị Dung ra là các bạn Caramel quay ngay sau theo chị. Bị cái gì nó bay vào mắt đấy, bụi bay vào mắt là mấy anh em bạn Caramel quay theo luôn. Cái luôn vào mông à? Chết tả. Caramel phải hiểu ý một tí chứ lại cô đang bị mà vướng vào mắt cái gì nó bay vào mắt này. Rồi. Quá. Em giới thiệu đi. Trông nó bình thường thôi. Đấy nói thẳng luôn. Nhưng mà được cái là các bác ạ, chủ đi từ Yên Bái xuống 6 giờ sáng là đến bên Hoàng Kiên sáng sớm tinh mơ. Máy đấy, bán với các bác chiếc này phải nói đến cái máy cơ. Nó mới là xứng đáng các bác ạ. Dòng Alpha mà máy nó căng, gọi là cơ còn, đầu chỉnh, chỉnh hơi đấy ạ. Quá xứng đáng.
còn hình ảnh thì thôi chiếc này nó mất hình. Đấy, anh lấy thêm cái này à? Chắc cái này nó hơi xước một tí. Thủ trước thủ sau được, cố gắng những anh em trong nghề có thể lấy về dọn dẹp. Còn những bác nào mà không quan tâm đến hình ảnh, chỉ cần chất lượng máy thì có thể cân đối cái chiếc Alpha máy trắng này giúp em. Đây, nguyên bản mộc mạc chủ mới lấy, bên em chưa dọn. Sau này nếu các bác chỉ để mấy hôm các bác chưa cọc thì bên em sẽ dọn. Đây, bốn ốc đầu bò có chỉnh, cơ nó còn nên nó càng đét. Da máy thì vẫn còn, tem còn nhưng nó xuống cấp hết rồi. Nói chung là về cơ bản thì là hình ảnh đuối, nếu mà là mắt em nhìn. Mà giá các bác ạ, với cái giá để cho các bác trên like. Thôi, cứ cái chưa dọn dẹp gì bác nào quan tâm là 8 triệu 3. Anh em nghe cái máy sướng không? Này, phụt trước phụt sau đồ được nhá. Nhựa đều là nhựa Honda hết đấy ạ, nhưng mà nó xuống cấp thôi. Nó do để lâu năm này, các bác nhìn những cái chi tiết này, cái xước này, nó dày này mà. Đúng không ạ? Đó là nhựa Honda nó xuống cấp. 8 triệu 300 nghìn. Alpha máy trắng, đầu bò 4 ốc. Máy căng vẫn đang nổ nhá, máy đang nổ. Các bác đi ăn đi làm thì đừng bỏ qua sản phẩm này. Nó rẻ, nó chạy, nó hàng 4 ốc, máy nó ngọt. Và vẫn có những cái khỏe khoắn nhất định, lành bền thì không bao giờ bỏ qua được với những chiếc quay rồi. Đúng rồi. Rồi. Bao tiền em nhỉ? 8 triệu 300 nghìn. 8 triệu 300 nghìn đúng không? Một rồi, chiếc xe Alpha. Đúng rồi, cái khung này, đồ này, khung sườn này. Alpha đấy ạ. Alpha 2 này, máy trắng chuẩn. Ok anh. Vâng, 204. 204, vâng, một chiếc 204 máy trắng cuối là 4 rồi. Hàng hợp lý vô cùng các bác nhá. Anh lấy rồi à? Không mấy khi mua anh lấy rồi đúng không? Có nghĩa bọn em mua chỉ có 6 một tí thôi. Cộng cho các bác triệu. Okay. Cộng cho các bác chút gọi là 8 triệu 3. Bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Bô là chủ vào cây bô mới Tân Hoa. Đây, bô Tân Hoa. Còn các cái đồ nguyên của đồ xe. Đồ đẹp này anh này. Anh nhìn đồ đẹp. Đồ Tâm Nam này. Máy nhá, có mẹ được máy này. Đồ. Vâng. Ốc treo máy này, có một nét căng luôn ốc treo máy bên trong này. Nó chưa hạ mà. Cái máy nó còn rất là chất. Đấy, kéo lên còn tiếng cộc của côn nhá. Bác nào mà chạy bác cái cảm kiểm tra sẽ biết được côn nó vẫn còn tiếng cộc cộc, góc côn nó vẫn còn vuông này. Đấy, rất muốn giao lưu xe này với anh em nào có chút nghề, có thể về mông má sờ ba lại hình thức, tập trung vào cái máy, có thể sơn nhựa, dọn nhũ, đúng không ạ? Là xong là mình có thể lên cái giá nó xứng đáng ngay, mười mấy hợp lý, đúng không ạ? Rồi, bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Mong các bác chia sẻ để một chiếc Alpha biển 21T9 6657 về được đúng với những khách hàng đang cần một chiếc Alpha máy trắng, đúng không ạ? 8 triệu 3 thôi. Anh em quan tâm thì liên hệ giúp em. Anh Nguyễn Hiền bổ rồi, xẻ rồi. Vâng, đừng nói trước 21 đắt. Anh cũng xem live bên em 21 nhưng mà... Quyền chào anh em cái. Ui, ui, nói chuyện là phạt đấy ạ. Dạ vâng, đấy anh chào hộ em câu anh em. Rồi, chào anh em nhá, bên họ kia nhá, cảm ơn nhá. Vâng. Mua được xe đẹp quá. Anh đặt cọc đúng không? Đấy, những anh em cũng trên live đấy. Đặt cọc trên live. Đến nơi nhìn xe mới đặt cọc anh thấy nó có khác nhau nhiều không? Đâu anh nhìn trên live mà. Nhìn trên live đấy, mới thực tế. Vâng. Nhìn trên live chốt luôn mà ngại lên hình ảnh quá, đứng lại giao lưu chút thì những bác trực tiếp xem và những bác trực tiếp tả cho anh em nghe nó mới thật. Rồi, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Vừa xong anh em đang bảo là xem ở ngoài với ở trong nó hơi khác nhau một xíu. Anh em hỏi là họ xem hộ anh xem nào, lốp còn zin theo xe không? Thế lốp trước lốp sau còn đấy còn zin theo xe. Á giá hơn 13 triệu đấy, cũng 17. Giá đất FI. Đấy, nên là anh em mà mua xe bên em là hình ở trong như nào và ở ngoài như thế. Nếu mà anh em muốn dọn đẹp thì bên em có thể hỗ trợ anh em dọn đẹp mọi người nhá. Chắc like trên em ạ. Vâng. Quay Alpha là báo giá anh em nhá, 8 triệu 3. Dream lúc nãy là 263. Đấy, về hai xe thì em cũng tả khá chi tiết rồi. Mong các anh em có những nhu cầu cần thiết có thể chốt hoặc anh em có thể chia sẻ giúp em. Xin phép anh em, vừa có việc em đọc qua lại comment của anh em vâng. Xíu. Đấy. Xe máy ở Hà Nội không thấy livestream gì, chỉ thấy mỗi Hoàng Kiên. Thực ra là em bảo rồi mà, tất cả những cái gì livestream nó là trực tiếp. Đôi khi bọn em nói thì có lỗi đấy ạ, tại vì là khi mà mình làm video thì cái lỗi đấy mình có thể cắt ra được. Vâng. Thế còn bọn em live stream trực tuyến là trực tiếp nói chuyện với các anh mà nó thật nhá, thật sự là anh em ạ, không có một cái gì dàn dựng hay sắp xếp hay là suy trước tính sau đâu, nói đều thực chị em trên tinh thần giám mua xong có lộc lá gì thật, không thật. Có đấy. Nhanh Vĩnh Tộc vâng. Nhá, đều có những cái sự lộc lá nhất định cho anh em may mắn mà anh đấy lên cửa hàng em chủ động được. Anh Vĩnh Tộc đang để lại số điện thoại để em chụp, em gửi cho các bạn nhân viên, các bạn sẽ gửi gọi các anh luôn nhé mọi người nhá. Vâng. Anh em nào mà chốt xe nào mọi người có thể inbox trực tiếp hoặc họ gọi luôn số hotline bên em. Đấy, cho dễ ạ.
tiếng nó quên thôi. Vâng. 28. Rồi, tiếp theo em ơi. Rồi, mời các bác đến với một sản phẩm không kém phần hot trong buổi sáng này. Đấy, anh em chia sẻ đi, giá cũng cực kỳ hợp lý. Vừa mới nhập nha các bác nhá, 135, đời chót 2014. Em nổ luôn giá để các bác quan tâm. 12.800.000. Ừ. Khẳng định đây là giá mới. 12.800.000 cho đời 2014 các bác ạ. Hàng máy zin. Đấy, vừa nhập về chưa dọn rửa gì. Cái pha các bác nhìn đây, đầu tiên quả mắt pha đẹp không các bác. Cái đèn nét mình bỏ qua. Nhưng bình thường dòng XI 135 cái pha trên pha dưới nó hay bị han, bị bong đúng không ạ? Cái pha này đẹp này các bác nhìn. Phần nhựa nha các bác nhìn phần nhựa này. Đấy, cái nốt chút xước một chút này các bác nhìn đến sút này thì mới thấy được nhựa zin này. Đấy, nó bong ra phát là bên trong là thịt luôn. Đấy, bong phát là thịt luôn. Thì nhiều khi nó xước trong nó lại ra bả ma tít bay lộn nhộm nữa thì đấy, nó lại hàng hối rồi. Đây, càng này các bác nhìn chỉ càng dán từ 2014 đến giờ chỉ vành vẫn còn càng ốc trục còn đẹp đúng không ạ? Sơn zin này, các bác nhìn cái nước sơn zin nó chắc chắn như này nghe tiếng đúng không? Rồi, phần này thì có chắc là chủ cũng sờ ba lâu lắm rồi, bong ra một tí, có vậy thôi. Còn sơn vẫn nguyên bản đây các bác nhìn này. Ra máy theo xe, cắn số để chân chuẩn nét 2014 rồi. Đây các bác nhìn tem cái này 2014 vẫn còn. Hộp xích còn cả trên cả dưới. Đúng không ạ? Đấy. À như này tem zin nguyên bản này, xước tí thì không đáng gì. Đấy. XI 135. XI 135 anh em nhá, biển Hà Nội. Vâng. Xe này thì cũng vừa mới về luôn, chưa dọn đâu ạ. Biển 29T1 40756 anh em. 12.800.000 rẻ. Rồi. Chưa bao giờ rẻ thế này. Zin hết mọi người nhá, zin hết đây ạ. Bô beo còn zin này. Đấy, cổ bô anh em nhá. Đây, zin hết cái này này. Khả năng là em đang phá giá thị trường hay sao thế này, không biết Hoàng Kiên bán này anh em có lăn tăn không. 1995 nhá. Dạ. Nếu mà anh em đang hỏi là xe này xuống áo được không, xe này xuống áo thì tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Anh em thấy bác vừa rồi có em đấy. Nhiều lắm, bây giờ là em nghĩ là cái dòng Exciter 4 số đời 2010 là hết rồi. Nên là bây giờ là bắt buộc là phải dùng những cái hàng này. Nó cũng khác nhau tí đầu máy thôi, hoặc là mấy cái số côn đấy thì các bác chuyển sang thành 4 số cho cái đồng hồ thôi. Đấy. Còn áo thì mua xong mình thay. Được cái con này của em là máy zin. Bản thân cái vỏ nhựa của đời 2014 này các bác bán đã có tiền rồi, nên các bác có thể đổi các nó cũng hợp lý về giá. Đấy, để các bác chơi. 12.800.000 anh em ơi, không rẻ được hơn nữa đâu. Hàng côn tay 5 số máy zin. Các bác nghe máy này, hôm trước hôm sau em đều kiểm tra con này hết rồi mà giá hợp lý đúng không? 12.800.000 12.800.000 vâng. Nghìn. Đấy, anh em nghe tiếng máy. Hiện tại là xe chưa dọn mọi người nhá. Quá ngon này. Ơi, bác nào đam mê xe côn, bác nào với cái phân khúc giá rẻ rẻ mà đang lăn tăn giữa Way, nào là Sirius thì cũng nhảy hẳn lên Exciter đi cho em đi, đúng không ạ? Mình có tí đi xe côn mà mình cũng có tí thích vâng. Trải nghiệm. SH hơn 40 triệu. 39 triệu còn có nữa là 40 triệu vâng. Anh Lê Thịnh. 39 triệu. Em ơi, đi con này đi. Anh Tân Điện Tử, Hoàng Kiên tư vấn giúp tài chính 30 triệu mua xe gì, Vision mua được đời này xe nào. Vision thì anh lấy đời cao đấy, 2022 được, nhưng nó là liên quan đến màu nữa anh ạ. Vâng, đây. Vâng. Vì tôi thấy cả thành phố họ biết cả, chứ sao ít người vậy, họ không... Không phải anh ạ, thực ra live stream thì đây không phải là nói em... Đây nó là chung, thực ra là rất là nhiều người biết live stream, rất là nhiều người biết về sản phẩm. Nhưng đôi khi là một là do công việc, hai là do quy cách của mỗi người kinh doanh. Đấy, ví dụ như là bọn em kinh doanh thì thường là bọn em sâu trực tiếp luôn, giá cả trực tiếp luôn, bọn em không giấu giá. Đấy, nên là ngày nào bọn em cũng lên live stream, ngày nào cũng 2K. Cái quan trọng nhất live stream là được quảng bá đến những sản phẩm đến tay trực tiếp người tiêu dùng, chứ em không cần phải ngày xưa là lúc đầu ấy là bọn em cũng cần phải qua marketing, qua quảng cáo, nhưng bây giờ thì không, vì là cái lượng khách hàng, lượng fan tìm đến Hoàng Kiên rất là nhiều, quan trọng là uy tín thì khách hàng mới quay lại. Ủng hộ chắc chắn rồi. Đấy, rồi nó cũng đã được tạo thành thương hiệu rồi. Nên bên em sẽ phải lấy cái tinh thần là chất lượng uy tín đặt lên hàng đầu các anh em nhá. Vâng, một số những comment bếp xanh anh em có hỏi là xin chào Thiệp, cô Dung đẹp gái, chúc cô Dung luôn xinh. Cảm ơn giúp em nghe thấy rồi đấy. Xinh là được rồi ạ. Anh Tuấn Thịnh nhá. Rồi, anh Thành Dương, con Zin 29i7 máy zin. Nhưng mà đồ là giật là đồ nhựa là còn nhũ thôi anh nhá. Vâng, nhũ họ lên mới đẹp. Đấy. Con phim 1 màu xanh biển 34 có khách cọc rồi anh ạ. Vâng, anh và họ đã lấy rồi anh một thời để nhớ. Con nét đấy đấy bao nhiêu tiền? Ok. Con Alpha anh vừa báo là 8.3 anh em nhá. Rồi, con SH đây. Mẫu 2021, động cơ 125, đấy, hàng CVS.
đầu tư quả Sport đẹp chưa? Các bác nhìn Sport này là không phải chủ tự làm đúng đâu mà nó là ngoài hết. Đúng rồi ạ. Có thể kiểm tra các bác nhìn thứ nhất là phần nhám của vành, thứ hai các ốc vuông đét, tức là nó làm xong nó mới lắp theo đúng tiêu chuẩn của nhà máy. 7,5 triệu không được anh ạ. Vành made in Việt Nam trong ngày khắc nổi. Củ phanh, ốc trục, ốc phanh rồi. Còn hết. Các bác thấy đẹp không? Cái hàng nó phải thế chứ đúng không ạ? Đây, phần sơn này, phần xi nhan này không có rạn nứt. Tay phanh, tay nắm này, cùi này các bác nhìn đẹp này đúng không? Đồ đây, các bác nhìn. Đấy, hàng nó phải mượt mà, sắc nét như thế này thì không mua thì anh em mua cái gì? Đúng rồi. Đây. Lên cả chữ đỏ. Chuẩn lên Sport ngoài hết nhá. 2021 mà đồ đạc lốp lát còn liền lạc đây, lốp 2021. Nói em có thể chỉ luôn. Các bác nhìn này, 2021 chuẩn lốp. Đồ sần này, nhìn vuông đét không bị ố, bị vàng đẹp. Rồi, hàng đẹp nhà em đấy ạ. Biển 29S6 anh em nhá, 92246. Những chiếc SH đời 2021 125. Phanh CVS cho em. Đấy, Caramel đã quay một vòng cho anh em rồi. Đây, tiếp tục quay bên trên này cho cô. 6.000 cây. Đây. Theo tay cô nhá, cô nói là theo 6.000 cây con nâng cao về bên này để cho anh đỡ che anh. Ngò. Đây, từ bên này quay sang bên này. 6.000 km anh em nhá, bản 2021 cho em. Tháng 11 của 2021. 125 đến cái CVS. Đến cái tay sách các bác ạ. Còn nguyên bản sơn một chuyện nhưng tay sách này cũng là còn nguyên nguyên zin. Các bác thấy ấn tượng không? Yên theo xe này các bác nhìn đường điều chỉ một. Đấy, đồ sần này. Hàng không có lỗi, khẳng định luôn là cam kết xe máy móc nguyên zin, sơn nguyên zin các bác nhá. Toàn bộ đều là sơn zin. Bản cuối 2021 khóa trắng 2 nút. Bản đời cũ nó có 3 nút, khóa mới nó mới là bản 2 nút các bác nhá. Hai gương hai khóa đầy đủ. Đấy, hàng không lỗi. Dành cho những bác đam mê và có nhu cầu quan tâm xe lướt, đừng bỏ qua sản phẩm này. Tất nhiên về phần giá, nó cũng dành cho những chiếc xứng đáng ở biển Hà Nội. 69.500.000 Tân Thịnh. 6.000 cây. Đấy, anh em thấy đẹp không? 6.000 cây. Lấy em test cái con Wayanfa chị, lúc đấy chị đang bị mất gì đấy. 8.3 triệu. Máy còn có gì không? Cơ còn thôi anh ạ, đầu chỉnh rồi anh nhá. Đấy em phải báo luôn nhưng mà nó căng, côn nó vẫn còn tiếng hồi là các bác biết được rồi. Đấy, hàng đấy mà đi ăn đi làm mà những bác nào có nghề 77 giao lưu đi shop. 8.3 triệu rất mỏng rồi, hết sức thông cảm giúp em. Mua là 6.5 triệu cộng trừ 8. Dạ vâng, cố gắng còn bao nhiêu, còn 600.000 nữa anh em mình có thể gặp được nhau. Tại vì là bên em thì anh em biết là những cái dòng xe đấy không nhiều. Bên em có mua bán đổi cát. 8.3 triệu đúng không? Đúng rồi, 8.3 triệu. Mua 6.5 triệu em cộng 1.8 triệu. Tôi ra lộc cho anh 100. Này mùng giảm. Nên phải đọc luôn giá cộng. Mùng giảm anh em ạ, mùng giảm ra lộc cho 100 để đúng rồi. Lấy 82 cho anh ơi, không có nhiều đâu. Con đấy nếu mà để nói thật sự các anh còn không phải động đến phần động cơ chi tiết chuyển động làm gì vì anh ấy vừa làm một cuốc từ Yên Bái xuống. Có hình thức thì tùy anh em thôi. Sáng nghe sớm. Vậy à? Vâng, anh đi từ sớm. Chính xác từ Yên Bái xuống đây rất sớm, đâu đó phải em nhận được thông tin là hơn 7 giờ. Nhưng anh bảo anh xuống từ 6 giờ vào dạ, thành phố. Dạ, anh một ngày bình yên. Thực ra là những cái dòng xe bên em thì bên em vẫn cam kết mà. Thứ nhất là chất lượng. Thứ hai là về sản phẩm bên em gì an ninh. Vâng. Đó là trọn vẹn tuyệt đối. Vâng. Bảo hành cho các bác, bảo hành thứ nhất về an ninh trọn đời xe, về máy 1 năm động cơ cho các bác trải nghiệm, 6 tháng về ắc quy. Đấy, nên các bác có thể yên tâm trải nghiệm xe bên em. Có thể không nắm được kỹ thuật, mình về mình chạy mình là con trải gì nghiệm đấy? Là mình quên vai 04 anh ơi, 100 nhanh em nhá, 100 vâng. Đời đấy không còn nhiều đâu. Chính xác. Đây rồi, một trong những cái chiếc em hứa hẹn với các bác rất lâu từ trên live mấy bữa trước. Giá nhá, vào cái giá trước có 7.500.000. Hàng Liberty nhập khẩu. Đấy các bác nhớ cho em, lúc mua mới thì gần 100, đăng ký xong thì đâu đó 95 triệu thôi chứ chưa đến 100. Nhưng đấy là câu chuyện của những năm 2010 và 11. Bây giờ chúng ta sẽ đến với có 7.500.000 mà còn dọn dẹp xong xuôi ngon lành lên một cái bộ giao diện xi măng đúng không ạ? Hot màu nào, hot trend màu nào, Hoàng Kiên có màu đấy phục vụ anh em luôn. Đẹp chưa? Và này, tay phanh này các bác nhìn này. Đấy, tay phanh nhập nhá, bản nhập tay phanh nó sẽ dài như này. Đấy, cái tay phanh này là tay phanh nguyên bản này. Có cái tay phanh này mới là tay phanh vào thôi. Đấy, tay nắm thì vào, các bác nhìn đẹp đúng không? Cái bộ vành nhá, vành vẫn còn từ những năm tháng đấy. Cái đồ càng đi em sơn, vành phanh đĩa trước còn tất. Đấy, vành nó sẽ cao, to. Dòng nhập mà, nhập xi nhan vẫn còn. Đấy. Có phần màu thì okay, em lên một quả màu xanh xi măng các bác thấy hợp lý đúng không ạ? Vâng. Liberty nhập khẩu dành cho các chị em. Biển anh này. Em biển cao đẹp, to. Biển Tam Hoa nữa. Rồi, chân hơi dài dài một xíu anh em, biển Tam Hoa. Ủa ôi cái biển. Xe đẹp, không? Biển đẹp, nhanh tay anh em ơi. Rồi. 7.500.000 thôi, chỉ duy nhất trên buổi live ngày hôm nay. Một lần duy nhất. Em trên nhà có con màu trắng em bán hàng 9.5 rồi em vẫn nhớ giá mà biển không đẹp đâu. Đi nhập mà các bác ạ. À, đấy nó cũng vẫn còn giá trị nhất định. Tốn nhiên liệu thì đành rằng nó cũng có cái nhược điểm đấy, không sao. Nhưng chạy gần, chạy đẹp thì đừng chê sản phẩm này. Giá có 7.5 triệu mà. Anh em nào quan tâm thì đến đi.
Đây các bác nghe máy này, cứ đề phát ăn luôn, ngon đúng không ạ? Biển ngày đẹp quanh trước quanh sau quá được. Máy 90 củ anh em ạ, ngày xưa là 95 triệu cả đăng ký, 7 triệu rưỡi. À còn đồ vào nữa à? Đấy anh em này, kế toán đang báo có chút đồ cộng. Liberty, đây để em xem nào. Biển đúng 3, rồi anh con Dương 3. Anh ạ. Đẹp quá. Anh em đã bảo rồi, ngày nào bọn em cũng đeo huân huy chương. Em thì phải đeo 8 phát một ngày. À đúng rồi, đeo 2 lần 8 phát. Kiệp thì 1 phát thôi, 4 con thôi. 4 huân huy chương thôi. Anh em chờ em một xíu em kiểm tra lại bảng giá cái đồ rồi vào nhá. Cái vào hỏi luôn đi vì còn chưa cập nhật với cái bảng giá này thì có phải hiện tại em không còn anh em ạ. Đấy. Đúng rồi, xe này nó sẽ tốn xăng hơn. Bản thân đúng rồi, anh em đi gần đi lại chạy phố chạy phường. Ừ. Máy này anh em nghe tiếng máy này. Đấy, nghe tiếng vẫn máy đang của em. Bác nhìn này. Đấy. Rồi, rồi phụ trước phụ sau nó mềm ru này, xe đi chất đấy các bác ạ. Bác nào quan tâm thì đừng bỏ qua nhá. Đợi em cập nhật nốt cái tiền. Đây có bộ tem cái yên này này. Đấy. Đấy vào mất mấy thứ nữa đằng sau. Ừ. Là tổng hay là hôm nay? Hả? Triệu rưỡi nữa cơ. Không vào tiền đồ gì mà. Máy ngon không? Anh em nghe máy ngon không? Đấy. Cộng thêm 800 anh em ạ. Đấy, đồ Viazo nó chưa bao giờ rẻ cả. 8 triệu 3 lên được. Đấy anh em nào. 8 triệu 3 thôi. Các bác nào quan tâm thì đến với Liberty này đi, em chủ động chốt được cái giá đấy. Lên bộ tem mới nhá, đây này các bác này, nhìn những cái tem này này, bọc yên này. Đồ Viazo phải chia sẻ với các bác, nguyên cái yên này bọc lại là tầm 250. Đấy, không rẻ tí nào. Nhưng các bác tay nắm này, các bác nhìn tay nắm đề Viazo này, nó có cả logo Viazo này. Đấy, hàng này nó không có đồ tàu các bác nhá. Nên là cái việc vào những cái đồ nó chính hãng nên là giá thành cao. Đây các bác nhìn quả cốp zin này, các cái thông số của xe vẫn còn nguyên trong này hết này. Đấy, 8 triệu 3 toàn bộ các cái ốc này, đều là ốc Hoa Thị hết này, ốc Hoa Thị hết này. Chứ mà đẹp cái chủ đã được cái biển đẹp. Xe lại còn đi chứ đẹp. Chứ còn nữa. Dương anh ạ, chưa. 8 triệu 300 nghìn. Anh em nào quan tâm thì đến luôn đi. Bản đang được đăng ký 21 cơ. Chiếc này của em đăng ký tận 21. Máy êm thế nhỉ. Có duy nhất thôi, tốn xăng. Đây em đồng ý. Còn lại tất cả chiếc này thì các bác lợi đủ đường. Thứ nhất về rẻ, thứ hai là đẹp, sang chảnh. Đấy, biển lại đẹp nữa. Máy vẫn đang nổ. Đấy anh em nghe tiếng máy có 8 triệu 3. Thực cái là thôi sơn sơn su sạch sẽ, spa ngon lành cành đào hết rồi. Anh em nào mà quan tâm một chiếc nhập khẩu ngày xưa là 90 củ đấy ạ. Đăng ký là 90 củ bây giờ có bao nhiêu? 8 triệu 300 nghìn. Chưa được 10%. Anh em ạ, chưa được 10%, 10% mới 9 triệu. Lốp trước lốp sau này các bác nhìn đúng chủ. Đấy, xe ở đâu? Dặn thế này mà đúng không? Đồ thế này có ok đúng rồi anh em này, xe này thì xác định luôn là hốc xăng hơn tí. Em ôi, báo luôn nha. Chia sẻ luôn là nó dao động tầm khoảng 3-4 lít. Đấy, tóm lại xác đấu. Định 4 lít. Tại vì đấy, bác cũng về mình chạy ra bãi ô tô, chạy phố quanh bờ hồ, gồm vòng quanh cả cái chùa Hồ Hoàn Kiếm thì hết có hơn cây đúng không nhỉ? 3 cây, em nhớ Hồ Hoàn Kiếm thì 3 cây thì phải. Đấy, có 3 cây số. Anh em nào anh em phải chạy 30 vòng thì mới hết 4 lít xăng. 30 vòng thì bao giờ mà đi hết được, mỗi ngày chạy 2 vòng. Con này 8 triệu 3 anh em nhỉ? Nửa tháng mới hết được 30 vòng, nửa tháng mới hết được tần đi xăng. Bác đi quanh quanh gần gần thì một sản phẩm cực kỳ hợp lý phù hợp cho các bác. Anh em nghe tiếng máy, quan trọng là cái tiếng máy. Con quay như này hai cái nó đang sẽ chè nhau, chè nhau. Dìn. Nên là nó sẽ không quá lo lắng về động cơ. Rồi anh em nghe tiếng máy hộ em này. Có 8 triệu 300 nghìn thôi, nó cũng hơi hốc xăng tí. Thôi anh em đi lại gọi là gần gần thôi thì được. Thì anh em mà đi xa quá thì những cái dòng này thứ nhất là nó cao, thứ hai là tốn xăng. Đấy, phải nói luôn là cho anh em như vậy. Có 8 triệu 3 thôi, được cái đẹp rồi, sạch sẽ, ngon lành, cảnh đẹp đáo, anh em đi phố được. Dạo phố, cà phê, cà phao là ok mọi người nhá. Đi chơi thì được anh em ạ, mà đi làm nhanh đi làm thôi, anh em kiếm thêm con xe số. Rồi, tiếp theo em ơi. Một chiếc xe nhập khẩu. Đây, hàng mới tinh cho các bác trải nghiệm. Vision, mới tinh là mới mua nhá, thế nào là mới lướt đấy. Rồi, tí này em sẽ lên Vision. Vision có luôn anh em nhé, chờ em một xíu em lên chính chủ. Rồi, cảm ơn anh Hải, Đàm Hải. Rồi sáng nay anh có đến giao lưu và chia sẻ một sản phẩm SH mà ăn em thấy hơn. Ấn tượng. Ăn xăng bằng Sirius không á? Hơn đấy anh ạ, hơn Sirius đấy. Nó là xe ga mà Sirius nó tầm 2.8 lít đấy, căng này bản chế cực.
Đây các bác nhìn quả này ấn tượng không? Các bác nhìn này, 4305. Các bác nhìn thấy cái này có nghĩa là lốp trước còn zin. Chết thật, ông này ông mua ông từ 2005 đang ký đầu 2006. Kê nhà hay sao mà lại không đi thế này các bác thấy. Đĩa đây vẫn còn đây, các mực sơn của nhà máy đây, càng nguyên bản nó hơi rô một tí thôi. Các bạn lốp còn, còn rồi nhưng mà thôi là vẫn là câu chuyện của lốp còn rồi, các bác thấy vành này nguyên bản này, càng nguyên bản này, đúng không ạ? Đây, cái bộ ni lông này, các bác nhìn ni lông này. Đấy, vẫn dán này. Bóc ra nhá, nóc ra đánh bóng thì ni lông pha này. Ôi nó đẹp chưa, các bác nhìn cái pha zin nó trong veo này. Đây, những cái đẹp, phần toàn bộ dán ni lông bảo vệ hết. Tí nữa kỹ thuật em sẽ bóc ni lông ra. Dọn lên cho các bác. Ngon lành hết lên. Đấy, sân đây các bác nhìn này, đây được dán bảo vệ, còn phần sơn là nguyên này, gầm này. Đẹp không các bác? Để chân này, khít thế này thì nó mới là xứng đáng. Toàn bộ phần nhựa được trang bị ni lông cẩn thận hết rồi, nên là cái nước sơn zin nguyên bản sẽ còn để cho các bác chơi, các bác dùng. Chủ mà em mua trực tiếp của chủ, ra máy cũng theo xe, các bác nhìn này. Lốp sau thì anh ấy thay rồi, nhưng mà vành này, các bác nhìn vành mới bưởng này, cũng đẹp. Đấy, cái phần này là cái phần các bác chơi xe sẽ quan sát này. Đấy, đúng không ạ? Đời. Biển thì biển, đúng đời đúng biển, 206. 206 anh em ạ. Độ sần này, anh em nhìn độ sần từ 206 vẫn còn nguyên zin nha mọi người nhá. Này, chủ giữ. Đấy, nguyên năm gì? 2006 nhưng bác chủ này nó cũng phải có điều kiện thì bác mới chơi được SH nhập khẩu, đúng không ạ? Đây mà bác ấy đã có điều kiện bác lại còn giữ gìn thế này thì các bác biết rồi, tay sách còn đây, các bác nhìn tay sách này, nắp hậu này hay Oppo này, đây toàn bộ vành báng này còn hết, để chân này các bác nhìn này, để chân này 150 nhá, quên em không chia sẻ máy 150. Đấy, bóc ni lông ra thì chắc là em nghĩ vẫn có phải tỉa lại một hai chỗ ở bên hai bên cốp, bên kia một chỗ, bên này một chỗ, còn lại vẫn là đồ zin hết để các bác xài này. Zin hết sơn này, ghế này, đồ sần tiếp tục trên này này anh em nhìn. Tay nắm này, phím đồ này, đồ sần nó xanh lên kim đỏ chót này. Ôi, này đẹp quá nhỉ, chủ đi nay thì có chết người ra không. Máy căng đét luôn các bác, cụt trước cụt sau, ngon, quỳ rắn. Được, hợp lý quá nhỉ. 150, hàng FI của 206. Vừa nhập gần 30 rồi. Thôi thì anh em mình có nhu cầu thì cũng gọi là giao lưu. Máy hiện trên tại là em có nghe thấy anh em đang nói là mic bị chập chờn. Đấy, anh em xem là mic ở bên nào, anh em ở bên nào để em chú ý ạ. Rồi TikTok xem là mic có bị chập chờn không ạ, để em còn chỉnh ạ. Còn lắm các bác ạ, lốp trước vẫn còn mà từ tận 2006 đến giờ. Máy chất căng đét, hai khóa đầy đủ, chính chủ nhá, vẫn giữ nguyên biển, đồ sần đét. Thôi để cho anh em mình giao lưu thôi. 33 triệu chưa rõ. Bất ngờ không? 150 ạ. 150 rồi. Nhập là chưa đến 30, chúng tôi cho phép dòng SH nhập, còn em cộng 4 triệu. Đấy, 29 thành 33. Hai khóa zin. Khóa này. Khóa này, vẫn còn cái đuôi khóa này là các bác biết rồi. Đấy, khóa zin nguyên bản. Đấy, pha thì bác thấy ưng ý chưa? Tay nắm đồ đạc, tất cả nó đang dán ni lông. 33 triệu một chiếc, nhập khẩu 150. Máy thì có chỉnh nhá, chia sẻ một cái điểm yếu đấy, nhưng đồ nhựa là còn nguyên bản, lốp trước vẫn còn theo xe, sần zin rất đẹp và máy chất. Máy sau hút xăng ít thôi, vừa hút xăng nó hơi đuối xăng một tí. Sướng không? Lại một lần nữa cái phần sần này để các bác nhìn thấy nó đẹp. Caramel có thể đến gần đây để cho các bác nhìn cái phần mặt tiền, mặt kính, mặt đồng hồ. Đây các bác nhìn toàn bộ nó còn theo xe hết nhá. Còn theo xe hết nhá. Yên này vẫn chưa bọc lại, chính xác là yên vẫn chưa bọc lại. Đây các bạn nhìn. Yên này vẫn còn. Rồi em đổi cho chị cái mic em ơi. Mic nào? Mic bên Thiệp chập chờn anh em. Thôi, quay lại cho cô lần nữa bên kia đi để cô đổi mic cho Thiệp cái. Tại vì huân huy chương nó nhiều quá anh em ạ, để kiểm tra. Em sẽ được thay một huy chương nhá. Huy chương đây. Vì sự nghiệp của sao hạng nhất. Vâng, vì sự nghiệp của công ty, vì sự nghiệp công ty. Rồi, được chưa, anh em có nghe được, em tả lại qua sơ một chút về chiếc nhập khẩu 206 này nhá. Hàng chính chủ anh Đàm Hải, đấy em phải khẳng định luôn, vừa mới bán giao lưu với anh ấy xong. Có hai khóa zin đầy đủ, lốp trước vẫn còn từ cuối 2005, hàng sần cực đẹp. Đấy, máy thì chỉnh, nhựa dán ni lông cả xe. Các anh nhìn lại một lần nữa phần sần, đấy, hy vọng là những câu em truyền đạt anh em nghe nó kỹ được, rõ được. Vì thực tế nhìn được nó ưng ý lắm các bác ạ. Nhìn những cái chiếc mà nó giữ lâu được ạ, giữ đẹp. Các cái dây này các bác nhìn này, các cái cá lẫy này nó còn hết, cái đồ trong này nó chưa phải sơn, chưa phải mông má cái gì, nên nó rất là giá trị. Nhập khẩu nó phải đẹp thì nó mới có giá trị, chứ còn nếu mà nó... Ok anh Ngọc Tiệp, anh Thu Anh. Rồi, con này anh em đang hỏi là ăn bao nhiêu lít xăng em ơi? Hàng FI nhá, xăng. Đây em bật chìa khóa lên cho các bác xem luôn. Nói chung là để tính chi tiết thì nó khó, còn nếu theo thông số thì nó rơi 2 lít 8 các bác ạ. Đấy. Rồi,
tóm lại cho anh em 3 lít đi. 3 lít máu lửa là tắc đứng hình đấy. Rồi chứ còn bình thường không đến tắc đâu, em nghĩ là 2.6 em chạm thôi. Anh em nhỉ? Đã là phun xăng điện tử nó chia theo chế độ FI thì bác đừng lo quá về nhiên liệu. Đấy. Tóm lại là cho tầm 3 lít anh em, vừa tắc đường vừa tắc điếc các thứ, anh em cứ dừng đèn xanh đèn đỏ nổ máy thoải mái. Anh em thích tắt cứ tính cho em 3 lít đúng không ạ? Cho thôi cũ rồi cho ăn nhiều hơn tí đi. Cho nó thoải văn mái. Thực ra những dòng này 3 lít xăng anh em xác định luôn là bình thường mà. Vâng, đẹp nay nhập khẩu đẹp quá các bác nào. Rồi em sẽ cứ chủ động nhá, em sẽ chủ động cho bóc ni lông luôn để oánh bóng để nó thể hiện được đúng cái đẹp của nó. Vì rồi, đúng ra là một người chủ người ta giữ được cái giao diện thế này các bác. Được rồi, đúng không anh em? Không gãy, không ngẫy, không bong chóc gì cả. Ra máy còn lốp trước zin. Đồ nhựa này các bác nhìn này, đấy, đồ okay, sơn này. Thích, em mê. Bóc ra xong nó lên hình các bác nhìn nó mới thấy sướng. Đấy. Cứ để cho bên em bóc biết dọn dẹp. 33 triệu cho anh em nào quan tâm nhập khẩu, nhập khẩu. Được không ạ? Vâng. Ma ám hay sao? Anh Nguyễn Anh nay rằm nghỉ sớm, thơm rượu thôi. Rồi. Không anh ạ, em hôm nay vào muộn, em còn nghỉ muộn nữa cơ. Hôm nay có cái mic nó anh hơi bị... Nguyễn Nam Thiệp chốt Liberty 8 triệu 3. Vâng, anh nhanh tay giúp em. Kế toán vừa ra phím nhỏ sau lưng bảo bán 88 đấy. Nhưng mà thôi, anh em mình như ai mà thiệt đúng không ạ? Mấy khi em được nhầm tí giá, ủng hộ anh em trong ngày rằm, cứ làm sao mà sập sèn hết để cho anh em giao lưu quan tâm. Hiện tại đang không còn, hiện tại là bầu trời Hà Nội không nắng, rất là oi, thế với anh em muốn quay đây khủng anh luôn. Trần Văn Độ chia sẻ thế này, chơi xe tính gì sang, đúng rồi, chuẩn luôn anh ạ. Vâng, không phải, tại vì nếu các bác tính các bác chuyển hẳn sang những dòng Way, dòng Vision ấy, nó là những xe quốc dân, xe gọi là tiêu thụ nhiên liệu theo kiểu ngửi hơi xăng, okay, kiếm tiền về. Còn một số những phương tiện các bác đi dòng dài thì cũng nên tính toán cho em nó thoáng một tí được không ạ? Vâng, huân huy chương anh em ạ. Nhiều khi nhà em cả công ty có ai vinh dự như bọn em đâu, vinh dự là sao, là đeo huân huy chương còn giao lưu với tất cả anh em nữa. Mọi người đến đây chỉ có không gặp thì Hòa kia chỉ giao lưu một lúc thôi, mua bán xe thôi. Mua Vision có luôn anh ơi. Vâng, anh muốn tiết kiệm xăng, các anh em muốn tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu thì đến với những chiếc Honda Vision này. Rồi, đấy, một chiếc Vision. Đó là những dòng quốc dân, thông dụng. Chắc là ok. Nhưng máy 110 thì nó sẽ tiết kiệm mà, các bác cho nó ăn ít thì để nói nó cầy khỏe thì nó cũng không thể đạt được cái tiêu chí của mình được bốc như là nhập khẩu đâu. Nhưng mà đây, hàng của các bác có quan tâm, một mẫu 2019 ạ, một mẫu 2019. Ưu điểm chiếc này nó sẽ là rẻ, nhược điểm thì là đến từ tỉnh thì giá thành nó sẽ rẻ hơn Hà Nội là chắc chắn rồi. Rồi, một chiếc Vision 2. Không có đổ bên đấy đâu, bên này bị mất rồi. Tại vì là nó bị sập nguồn rồi. Anh Kiên hôm qua anh ấy không sạc. Anh Kiên anh ấy không sạc. 36H2-09840. Vâng, một chiếc Vision em động cơ là 110. Hàng 2019. Cả xe có cái tay sách này em vừa nhìn thấy là được đầu tư lên một tay sách độ này, gọi là tay sách nhựa. Đấy, hàng rồi, nó okay, sẽ không bằng cái dòng tay sách gang của nguyên bản, nhưng nó lại đẹp hơn, gọn hơn thì thôi. Sở thích sao? Mỗi anh em một lựa chọn. Con đi sau anh Min. Đây, những đồ sần. Giờ Min đứng lên trên này đi. Xong Thiệp nói to, con đứng tại vì cái mic này hiện tại nó thêm cái lăng. Bắt vào không, đúng không? DSP rồi. Rồi, sẽ bắt trực tiếp nhá. Bắt trực tiếp luôn. Đây các bác xem qua những cái đồ đạc của xe đây, phần xinh nhan nhựa, đó. Nói chung là ngon lành hết lên rồi. Bây giờ các bác nhận là chỉ có đổ xăng và lăn bánh thôi, cũng không phải thêm thoát đều tư gì nữa. Biển 36, Vision biển 36. 24.300.000 đăng ký sang tận 2020. Hình thức có spa dọn dẹp các anh em nhá, nhưng mà động cơ của những chiếc 110 này nó sẽ là tiết kiệm nhiên liệu, chạy theo quy định của nhà máy có lít 8 thôi, lít 8, 9, lít 9. Em cứ tính là 2 lít đi. Đấy, ăn xăng ít thì các bác nghĩ là Vision thì nó sẽ ăn 2 lít thôi. Rồi, biển con này thì biển 36 anh em nhá, biển 36, form dáng này đi hay lắm anh em ạ. Vâng. 36H5-09840. Biển 36, 24.300.000, Hà Nội thì em bán tầm 27-28 triệu. Đấy, các anh em có thể chọn giữa tỉnh và biển nội thành, tùy nhu cầu của anh em khách hàng. Còn về màu em có màu xanh rêu, màu đen, màu vàng, màu đỏ nữa. Đấy, các bác có thể thoải mái dựa vào mệnh của mình để chọn những cái mình ưng. Hàng các bác nhìn những cái đồ đạc của nó này, còn nguyên bản này. Đấy, yên vẫn theo xe. Đồ sần này. Bị ấy mà. Rồi, em ơi, mang cái này vào trong nhà chị. Tiếp tục. Anh mời. Thành Dương đang hỏi là Thiệp ơi, mình hỏi thêm con xe Dream biển 29i máy xịn. Máy zin, nhựa có nhũ, có spa dọn dẹp. Lượng côn hơi còn chuẩn không? Chuẩn chưa anh nhá. Ok anh, máy zin là côn hơi còn đấy anh ạ. Nếu mà máy zin mà máy chạm thì em
chạm hơi chứ còn không quay gần vào mặt chú Thiệp không, tí. Không có chạm, anh yên tâm nhá. Đấy đúng rồi. Đấy. Vâng. Làm quả gần hơi giật mình nhưng mà không sao, vẫn đúng lên rồi. Hình bình thường được đúng không ạ? Bọn em sẽ hy sinh vì sản vì phẩm. Công việc, vì đấy. Sự vì sự nghiệp. Đấy nên là bọn em không quan trọng về là xấu hay đẹp. Trương còn đeo được thì hy sinh nó là gì đúng không ạ? Rồi, đấy. Xem cái nào thì cho em bớt một cái cho nó đỡ đi gọi là rồi. Rồi chờ tí thì chưa ra đây. Tìm ra cái để chưa tháo một huy chương ra. Thành tích chưa được xuất sắc. Đấy anh em ủng hộ ít là chị Dung chuẩn bị tháo của em mất cái huy chương này này. Rồi ok. Anh em ủng hộ chia sẻ nhiều vào để em làm sao mà nó có thể nó được nhiều hơn những cái huân huy chương nữa. Rồi các bác đến với một chiếc lít nhá. Rồi nghe quay bác nhưng mà chú tâm vào sản phẩm. Đỡ bớt thì tí nào. Hàng lít 125. Cốp trên rộng. Sơn nguyên bản. Đây cái chữ Honda nó thiếu một vài nét bên em cũng không có sờ ba mông má luôn. Nó để nó mộc để tôn trọng những cái dàn xi nhan các bác này. Không dạng, không bị ố, không vào nước, mắt này. Đấy, nhựa. Đấy, các bác nhìn phần nhũ này tiếp theo này để thấy hàng. Đó ạ, là một vòng quanh xe để các bác có thể thấy. Những chiếc động cơ 125 tiết kiệm nhiên liệu, bền chắc lành, cốp rộng của Honda thì đây. Ừ. Đời 2020 nhá, cũng là top những cái đời rất là cao. Dạ, cảm ơn anh Văn Tài. Ok ạ. Rất nhiều các chị em nữ, các bác trung tuổi muốn những chiếc xe bền chắc lành mà đi ăn đi làm hoặc chạy công việc để đồ xử lý tiết kiệm nhiên liệu thì cân đối cho em mẫu này. Rồi 2020 anh em nhá, màu đỏ dành cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Đấy, form dáng của dành cho các chị em. Thì anh em có thể cân đối cho em con này. À, biển 29V1 69918 mọi người nhá. 32.800.000 ạ. 32.800.000 đấy 2020 anh em nhìn phí mẫu em này. Tay cầm mẫu em. Ngon nét luôn anh em, gương được đầy đủ cho em luôn. Quá smart tây. Em mở cốp cho anh em luôn. Với những cái dòng này thì cốp rất là rộng cho các chị em. Anh em cũng được. Đấy các anh em dân văn phòng hay đi mà. Cốp rộng đúng không ạ? Rồi tiếp theo một chiếc xe tiếp theo đi. Hôm nay thì vâng, Silius. Em tên là Silius. Được cái là dọn dẹp ngon lành lên rồi. Những chiếc Silius mà máy thì bao giờ cũng vậy. Các bác nào chạy thì sẽ không thể quên được. Cái mẫu Silius GC ở những năm 2010, 11, 12 thì mẫu này được các bác thanh niên chọn chạy rất nhiều. Em cũng thấy chiếc này được đăng ký tận 2016 cơ, máy của chế cơ. Mà cái hàng không có phun xăng điện tử. Tiêu thụ nó rơi vào 2 lít 2, 2 lít rưỡi. Đấy, nhiều bác cứ hay hỏi thì hôm nay em chủ đề của hôm nay là chúng ta tiêu thụ nhiên liệu đi cho nó dễ. Thì rất nhiều các bác cứ hỏi ăn bao nhiêu xăng, ăn bao nhiêu nhiên liệu. Rồi. Nhưng các bác ạ, đấy là cái một chút nhược điểm nhưng cơ bản nó là bốc chạy nó sướng, xe nó căng. Đấy là những cái bác trải nghiệm từng cái đường ga, từng cung đường một thì nên cân đối những cái dòng xe này giúp em. 68 đâu nhỉ? Cho em tí nhá, anh em ở trên này biết 68 đâu mọi người ơi. Lâu lâu em chưa mua con 68 biết nó ở chỗ nào. 60 là Kiên Giang à? Nai. À, theo thông số thì là vâng. Tân Hiệp Kiên Giang đúng không? Kiên Giang à? Vâng, em thấy. 68T129610. Rồi anh em nào 9.500.000 2016 hơn 9 triệu 9.500.000 máy còn nguyên. Đây quay cái đầu bò này, những cái dòng này đấy, nãy giờ quay mấy xe quên quay đầu bò, quay xe ga nhiều. Quang nhìn đầu bò đẹp không? Đấy, nó đẹp, nó mốc này, nó khô không một chút dầu chảy. Xe gì nhỉ? Xe gì vừa rồi 32.500.000 là xe đấy, là xe lít anh em ạ, 2020. Sợi mic của Thiệp chị Dung nói được, vừa đổi mic xong chị nói được, em cũng nói được là sao nhỉ? Là sao nhỉ? Ok đúng vị trí không? Chiếc này là 9 triệu rưỡi các bác ạ, 2016. Đấy, hàng là máy nguyên bản, sơn là có sờ ba dọn dẹp, cũng như là dàn tem là bên em có mông má dọn qua cái hình lại thức. Lại một lần nữa anh em nhé. Cho các bác có thể chọn lựa. Rồi. Nó hình thức ok, còn đây những cái đồ zin này các bác có thể xem cái mặt đồng hồ. Cameraman quay về đằng này để xem cái mặt đồng hồ đồ sần này. Hàng nguyên bản này các bác này. Chắc lít anh Nguyễn Nam ơi. Máy vẫn nổ suốt đây nhá. Vâng. Đấy, chủ đầu tư quả thụt. Nghe chủ tả thì đâu đó là hơn 1 triệu một đôi. Mặc dù thụt zin có 300 mấy, 400 mấy. Nhưng mà thôi, có rồi anh em cứ xài thôi. Lốp mới. Về chả cần đầu tư thêm thắt gì cả. Về em anh em 9 triệu rưỡi. Cứ thế lấy và lăn bánh. Đây. Xe đấy là xe lít anh ạ. Vision màu ok. Kiên Giang, Sóc Trăng, anh Cao Thanh. Ok anh. Anh Nguyễn Quản Gia, Kiên Giang. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Tại vì là nhiều khi em không va. Vâng, xa va quá, ít, em ít. Em ít va một vài lần thì đôi khi mới nhớ được. Tại vì là 64 tỉnh thành thì hầu như bên em cũng
nắm bắt được tất cả các cái tỉnh miền phía Bắc và cái tỉnh miền trong một phần thôi. Thực ra là có thể nhớ đấy, tầm tháng nữa mà em lại gặp trước này, khả năng lại gọi lại anh hỏi lại anh em 68. Lâu không qua mà nhớ thì không follow không qua thành ra quên thôi. Máy zin nhá, các anh em Kiên Giang có thể cân đối về làm chiếc chạy xem sao. Chứ trong xài, tức là trong miền Nam em thấy dòng Yamaha được anh em chọn lựa nhiều. Vâng, vì nó bốc nó khỏe. Nói gần với anh em bên vì này. Vì nó bốc nó khỏe, đúng không ạ? Cố gắng em sẽ cố gắng truyền đạt gần nhất để anh em nghe được. Đấy, hàng ra bác nói nhưng vẫn quay vào xe này được này. Đấy, quay vào xe, bác nói gần thì quay vào xe. 2016, tem mác có sơn dơ dọn dẹp. Nhưng máy nguyên bản, đấy, hàng xí đớt. Anh em chia sẻ giúp em để một chiếc đi ăn đi làm các bác có thể chọn bao tiền. Rồi, một chiếc biển Kiên Giang. Đây anh em nào quan tâm có 9 triệu 500 nghìn đây anh em ạ. Làm cho em con này mọi người nhé. 2016. Quay sát của mặt anh em rất sợ là cameraman quay sát vào mặt. Ngoài nhiên, đời. Đang live tự nhiên dí cái này vào có nhìn thấy gì đâu, dí gần quá. Ơi cái tầm tầm là cũng vẫn được, đúng không ạ? Rồi. Tí có tí gọi là đốm đốm xin xin tím thì cũng không sao, nói chung mụn miếc thì bình thường, đen trắng này bọn em đã sẵn sàng hy sinh về nghệ thuật rồi thì bình thường ạ. Rồi hàng này bên em giai đoạn này lại được anh em ủng hộ nhiều đây nên là cũng ra đều đều để anh em cân đối. Rồi màu trắng em thấy nó vẫn là chạy hơn, nhưng mà thôi chiếc này nó có cái hai, các bác nhìn quả lốp đó, 0812 lốp còn zin cơ mà. Ôi, xe 12 năm rồi các bác lại càng còn này. Đấy cái sơn cái đấy, chiếc này bị nhược điểm màu thôi, em nghĩ là cái màu này ra được tỉa lại một chút sơn, chứ nếu mà là sơn lại thì em xin phép là chắc là em sẽ cho sang màu khác bắt mắt hơn, như màu vàng be chẳng hạn, anh em cũng nhận đúng không ạ? Chứ màu này thì này màu này là màu vàng chanh anh em ạ, hơi kén khách một chút đây. Rồi, là nhược không điểm sao, thì đồng khi lại có những khách hàng như chị Dung đấy, những khách hàng vui tính mà thích những sự cá tính mạnh nhẹ nhàng. Thôi em tưởng con này phải cá tính mạnh, nhưng không cá tính mạnh đâu, nổi quá thì tự nhiên một nó mình một rừng, màu nó nhẹ rừng nhàng mà. Cả cánh đồng có một mình một màu đấy thì kệ nó, một mình một kiểu. Biển 37 Nghệ An anh em ạ, 1819. Đấy, lít chân chống điện. Tươi quá nhỉ? 01819. Vâng, biển tươi, giá thôi anh em tầm này để các bác 9,5 thôi. 9 triệu 500 nghìn thôi. Đấy, hàng nó là FI là 212 là phun xăng điện tử. Đấy các bác thấy có con lăn tăn gì nữa không? Cái này như mới like sao nhỉ? Máy ngon này mà. Máy đang nổ. 9 triệu 500 nghìn. Cốp cũng rộng nhá, em chia sẻ dòng Noza này cốp cũng rộng rãi để các bác xài này, nhất là các rồi. Chị em nữ đi, các bạn trẻ đi học này có thể cân đối cái này đấy, để đồ rất là rộng đúng không ạ? Cốp phụ có đổ xăng cũng rất ok. Lít chân chống điện thì nó có từ đời 2011 trở lên đến 2024 đấy Phạm Vinh ạ, nó giá thì dao động tầm khoảng 11 triệu trở lên nhá bạn nhé, tùy đời. Rồi 2011 thì nó giá ra rồi. Chiếc này và chiếc lít chân chống điện cũng không có sự khác nhau nhiều đâu, nó chỉ khác nhau giữa hai thương hiệu thôi, một bên là của Honda và một bên Yamaha. Hát đi em ơi. Đấy, các bác có thể cân đối cái dòng Yamaha, giá nó lại rẻ hơn, có 9 triệu 500 nghìn đúng không ạ? Nó vẫn có phun xăng điện tử, vẫn có những cái thông số như là cốp rộng, xe này được động cơ 115, nó khỏe hơn dòng lít, nên là nhiều chị em mà không quá bị đam mê hoặc bị ngấm sâu vào Honda thì các chị em có thể trải nghiệm mẫu Yamaha này giúp em. Đẹp đúng không ạ? Thiết kế cũng rất đẹp và bắt mắt. Có SH rẻ, anh Lê Minh Đức, 33 triệu một chiếc lúc nãy là em nghĩ cũng không thể rẻ hơn được nữa với nhập khẩu. À có một vài chiếc rẻ hơn nhưng mà chiếc vừa rồi là chất, anh nên lấy chiếc đấy nghe em. Anh, còn nếu mà Việt thì em có 39 triệu ạ. Anh gì nhỉ? Anh Vinh anh đang có 13 triệu lấy được lít đời nào? 2012, 2013, bản vần gồ chân chống điện cho em rồi, xe được đấy ạ. Cứng cáp rồi anh nhá. Lít có nha anh Tuấn Anh nhá, lít nhà em nhiều lắm. Hiện tại là hôm nay thì em chỉ lên được chắc là lít vừa nãy có lít 2020 thôi, chưa lên được lít 110. Nguyên một cái tầng 2 nhà em, lít Vision và Noza em là có để con AB 2021 bản đen vàng đồng đặc biệt bán lại được tầm bao nhiêu? Biển gì chạy bao nhiêu anh cho em cả đúng thông rồi, số đầy đủ nhá. Thắng bản thì em nắm bắt được rồi. Rồi trong lúc đợi chờ chiếc AB xem giá thì các bác đến với chiếc này đi. Pha nguyên bản đúng không ạ? Dọn dẹp xong xuôi ngon lành hết rồi. Sơn hình có tỉa tót, hàng là sẵn. Em nhiều lắm anh Hiền Mai ơi. Con Noza đấy là vừa xong là bán ra là giá là 9 triệu 500. À 9 triệu 500 nghìn anh em nhá. Ừ sắp mưa rồi, được rồi. Slide nốt xong cô cho nghỉ. Vâng, thêm vài con nữa anh em cho nghỉ nhá. Nay ngày giảm cho anh em nghỉ sớm. Các con tôi là đang tấp mồ hôi, đang nhễ nhãi rồi. Một chiếc xe click 2010. Vâng. 2010. 9 triệu rưỡi lên hết đường, 9 triệu rưỡi hôm nay. Đây, anh em ạ, anh em bảo ngày rằm ngày xóa tội phong nhân, em và chị Dung sập sàn thôi thì nghe lời anh em nhá. 2019 ok luôn.
đang hai, kỳ vọng cho chị hai con SH2019 đi. Hàng nó là máy zin xe đẹp cơ, nhưng mà đây các bác ạ, em nó đẹp thế này, các bác nhìn các cái mực này, đồ này, đấy, đồ nắp bình xăng này, đồ nó đẹp đấy, mà giá có 9.500.000. Tầm nó giá nó hợp lý này thì cái biển thôi các bác phải cho về sau, tập trung đến chất lượng giúp em nhá. Hình thức và chất lượng đã ngon lành hết lên rồi. 9.500.000 là xài được sản phẩm 2010 bản 6 nan đấy ạ, bản 6 nan, bản đời những chiếc đời chót. Cái này là máy còn nguyên bản cơ, rất căng và đanh, với cái đồ đạc đã kê ngon lành. Chủ về mất rồi, tiếc quá, không thì giao lưu. Anh em đang bảo là shop lai lại con AB màu trắng 2010 biển 52744. Con đấy em nghi là chắc chắn là còn. Còn vâng, không? Cho không em chắc một xíu kiểm tra luôn con đấy nhá. Em nghi con đấy là không còn lắm, tại vì con đấy rất là đẹp. Vì là hôm vừa rồi em có like con đấy, em là người trực tiếp like, không nhớ là mười mấy triệu, nhưng mà con đấy rất đẹp. À đây, rồi, sorry anh em, vẫn còn, 52744 vẫn còn 19 triệu. Anh xem lại cái đường like được không? Không đúng thì rồi, chắc phải hẹn anh em vào buổi chiều thì em sẽ báo đưa ra để phục vụ anh em được. Ừ. Cái buổi sáng vẫn còn rất nhiều xe đằng sau đây. Nhiều có luôn ạ. 2024. Zin bình thường mà, zin bình thường anh em. Anh em đang hỏi là 2010 bây giờ còn zin bình thường mà. Zin được chưa anh? Hàng zin đẹp mộc thế. 99 giờ vẫn còn còn ấy mà. Vẫn còn zin mà 2010. Ok, một chiếc xe sản xuất 2023. Ừ. Đăng ký 2024. Bản V3 nhá. Các bác sẽ thấy cái mặt nạ cửa gió cộng với độ dày của cái phần đầu nó sẽ cao hơn thì người ta gọi là bản V3. Bản đắt nhất nó có phanh ABS. Đấy, các bác nhìn quả ốc này thì thôi có gì mà lăn tăn nữa, đúng không ạ? Mới zin nguyên, chạy xăng 2 lít, lốp zin mà lại còn dày thế này cơ mà, đúng không ạ? Sơn chưa xước, đến cả tay các bác nhìn cái tay phanh này, cùi này hay là gương này, chưa xước một cái gì luôn. Zin hết, khóa này, hay sổ sách bảo hành đầy đủ hết. Nào, tiếp tục. Ra máy này, để này. Chúng là hàng chia sẻ là có 3.000 cây, vừa mới mua được 15 phút trước, chủ còn đang viết giấy trong nhà. Rồi. Mình đợi chủ ra giao lưu, nhưng mà lại chủ đi về lúc nào cũng để ý. Bầu trời Hà Nội đã bắt đầu mưa rồi anh em ạ. Winner X nha anh em nha, biển 29X7. Mới nhất, 7, mới 2, nhất. 8, 4, đăng ký tháng 1/2024. Cả xe là chưa có một chi tiết nào là mông má dọn dẹp lại, các bác có thể yên tâm. Đây, có thể quay km để các bác xem. Chủ cũng gọi là chủ bảo là chưa xước, còn chưa nói đến ngã xòe. Ừ. Rồi, 3.000 cây thôi. Dành cho những anh em quan tâm đến sản phẩm lướt cho em thì cân đối một chiếc hai khóa đầy đủ, hai gương nguyên zin, đúng không ạ? Ừ. Trên like 31.500.000, cũng chỉ trên buổi like duy nhất này các bác ạ. 31.500.000, các bác nhìn cái yên này, nó đẹp không? Ngồi này, 3.000 cây mà, thì tầm này thì thôi, lấy về rửa qua nước lã, tráng qua nước sôi là anh em dùng, không cần phải đầu tư làm cái gì nữa. Đấy. 31.500.000 nhá. 31.500.000 cho vâng. Đây Đức cho lên đây rồi. Lên đây để tránh mưa. Tránh mưa, hiện tại bầu trời Hà Nội bắt đầu bị mưa. Anh Tiến Đô có chiếc Win nào biển Hà Nội tầm 25, em có một chiếc 25.500.000. Em ơi, quay quả rồi đây cho các cháu. 25.500.000 anh ạ. Anh có thể báo các bạn gửi ảnh nhá. Rồi, hiện tại bầu trời Hà Nội mà là mưa ngoài rồi. Em sẽ quay một chiếc chi tiết, một vòng con SH anh em nhá, bản S2 tầng màu bạc. Đẹp. Đấy, màu mà các anh em thanh niên chọn rất nhiều, hỏi rất nhiều là đây. Ừ. Bây giờ xi măng hỏi nhiều, sợ lạc mốt rồi, các bác lại quay lại màu bạc này lại đẹp này. ABS này các bác này, đấy, phanh ABS này, 2017 thôi, 150, à một sorry, 125, 2017. Rồi. Được phanh ABS chống co cứng. Cái màu nhá, cái màu này ở năm 2017 là các bạn trẻ chọn, em thấy còn nhiều hơn cả màu đen, màu trắng. Vì nó khỏe, đấy, mà nó cũng là một trong những màu đắt ở những năm 17. Rồi, biển số 29D2, 00835 anh em nhá, bản này là bản 2017 em. Vâng, phanh ABS luôn ạ. Rồi, ABS luôn. Màu 60, màu 63.800.000. Vâng, xuống hết tất cả các xe đều chủ động xuống để okay, các bác có thể cân đối. 63.800.000 từ cái yên này, các bác nhìn cái yên này theo xe từ 27 giờ ngồi này, nó vẫn còn căng đét. Hay những cái đồ sần này. Đấy, còn này, máy đây hai khóa đầy đủ. Đây, phanh ABS có hiện thông số cho các bác trai. Chống bó cứng nhá, hàng chống bó cứng để các bác có thể bóp phanh trước không sợ trơn trượt. Rồi anh gửi cho Sydney thông tin chiếc xe Win nhé. Ok anh. Bên em sẽ hỗ trợ các bạn nhân viên sẽ gửi vào sau nha anh em nhá. Tại vì vẫn còn live stream, liên tục còn SH để các bác có thể sẽ bị trượt. Cân đối. Đấy. Chiếc kia đi thì lại có chiếc đen lên. Rồi Vision 2024 có không ạ? Cũng phanh ABS. Đấy.
Vision 2024 hiện tại là nhà em đang không còn con nào. Còn một chiếc màu đen 2023 bản cá tính, giá là 375. Các bác có nhu cầu mua biển bản thể thao cơ. Vâng. Bản thể thao em không còn rồi. Winner 2019 giá bao nhiêu? Giá thì giờ rơi dao động biển tình. Tầm hơn 20 tí thôi. Rồi, hơn 20 một xíu thôi anh em nhé. Đó là bản Winner ấy anh ạ. Cũng là ABS các bác nhá. Đấy, máy cũng 125, nhưng nếu các bác ngại về màu và muốn đời cao hơn và chọn màu đen thì đây. Vừa rồi là em có màu bạc đúng không ạ? Chiếc này là màu đen. Lốp vẫn vâng, lốp vẫn còn, hàng giữ cẩn thận đấy. 2019 này, 07 19 này các bác. Xe 19 là lốp còn 19 luôn. Đấy, 07 19. Thôi. Chủ lên cả sport quanh xe hết rồi. Rồi, một vòng quanh xe. 19 là nó có đồ mặt nạ ban thờ sần nhá. Một biển vòng cầu giấy. Cũng là ABS anh em ạ. 125 ABS. Rồi, anh em nhìn những chiếc 125 ABS màu đen được rồi. Lên sport nha anh em nhá. Trên line sập giản hết. 69.500. Đấy các bác ạ. 69.500 là sử dụng luôn cho em bản ABS mà lại là xe đời cuối cùng của form đèn LED 2 tầng. Đấy. Chia sẻ một chút là những chiếc SH này các bác có thể yên tâm về chất lượng cũng như máy móc. Bên em đã kiểm tra và test gồm có tới 3 khâu tất cả cơ ạ. Mua vào là thẩm kiểm tra, xong bạn kỹ thuật làm và bạn kỹ thuật test. Các anh à, chị anh à. Đầy đủ hết để cho các bác có thể lấy và dùng. Rồi. Từ những cái động cơ thì thôi em bỏ qua vì nó nguyên zin, chả ai tháo động cơ ra kiểm tra làm gì cả. Đấy, còn lại như má phanh hay là lọc gió hay là tất cả đường nước, dầu máy các thứ đều đã được coi như bảo dưỡng ngon lành, các bác chỉ việc lăn bánh. Còn về càng 150, không đây, có 2019 có không? Có luôn anh ạ, 2150 bên em có luôn đấy ạ. Chiếc này là 125 thôi, với cái giá 695, nếu anh lấy 150 các anh phải chủ động cho em tầm gần 10 triệu nó mới sang 150. Thì mới lấy được 150 nhá. Vâng. Nhưng chiếc này lại được phanh chống bo cứng, mà thằng SH nó lại được phanh ABS cả bánh trước và bánh sau. Ờ, đây các bác nhìn này, nó là cái la răng này. Khi các bác bóp cứng đét ở phần này, nó tính toán đến độ lật xe rồi, nó sẽ chuyển cái phòng đĩa vào vòng trong để nó giảm ăn. Nguyên lý của ABS nó là giảm ăn nha các bác nhá. Giảm phanh ăn cứng đơ để cho mình có thể trôi xe thêm một nửa mét hoặc một mét để nó từ từ nó mới dừng hẳn. Dừng đột ngột mà thì nó lật xe ngay. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của phanh ABS là thế. Nó tính toán đến độ mình nó lật xe thì nó sẽ chuyển vào la răng trong để cho mình trôi nhẹ nhẹ đi, nhưng vẫn nằm trong ở phạm vi an toàn có phanh lại. Đấy. Rồi, 69.500. Em đọc vài comment chắc là xin phép anh em anh nghỉ sớm hơn một xíu. Vâng. Với lại là ngày rằm. Với lại là ngày rằm để cho các bé này về ăn cơm bố mẹ nấu. Đúng rồi. Vâng, anh em đang hỏi là có GTS không? Anh không. Quang Anh Nguyễn. Không còn. Vâng. Xe đó mua xe mới, thực ra là em nói rồi. Những cái mới dòng xe không đẹp được đúng như rồi. Này đâu. Những cái dòng xe này form dáng ai thích thì mọi người có thể cân đối. Còn để mà nói tầm giá thì mọi người mua xe mới cũng đúng. Vì là bản thân như anh em mà mua những cái dòng xe này, nó là bản thân mọi người thích form dáng bản S2 tầng. Vâng. Thích cái chất xe nó không được quay gần mặt. Nó chất, nó rồi, chắc okay. Và nó đã hết sản xuất các bác ạ. Dòng này đã hết sản xuất rồi. Nên là cái giá nó còn cao hơn lúc mới là chuyện bình thường. Đấy, anh Trọng Anh đang bảo quay S150 2019 đi ạ. Hiện tại là có luôn nha anh nhá. Thì anh có thể inbox trực tiếp cho em. Vâng. Em sẽ gửi lại hình ảnh cụ thể. Tại vì hiện tại bầu trời Hà Nội nó thực sự rất là nóng và nó oi. Nên mong tất cả anh chị em đang xem live stream, đang ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên. Vâng. Cũng là ngày rằm, cũng cho các con nó cũng mệt rồi, cho các con nó xuống nó nghỉ ngơi để hẹn vào buổi live ngày hôm sau. À. Buổi live ngày chiều ngày nay 4:30 anh em nhé. Anh em chờ đón, bọn em sẽ lên những cái dòng xe và những cái sản phẩm mà hiện tại là xe máy Hoàng Kiên về phục vụ tất cả anh chị em. Cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. À. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Chúc mọi người một ngày rằm tháng 7 được may mắn, mạnh khỏe, được vui quây quần bên gia đình. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.